bản tên thu thập thẻ tìm dao được giấu quanh lâu đài, dùng dao cắm vào thùng hải tặc, nếu hải tặc văng lên sẽ nhận được thẻ. Trời ơi, cái lâu đài rộng lớn vậy mà biết tìm đâu trời. Huy ơi, thấy chưa? Huy, trong cái xe này phải có, nhưng mà phải có. Nhưng mà đâu có mở ra được đâu. Có được. Kìa, đâu? Bao thư kìa. Bao thư sáng giờ ông ơi. Xe này sáng Ngọc với lại ông Vinh hay là Phát gì chạy qua nè. Ai ơi, có chuyện gì vậy? Ủa, hộp bánh hả? Ủa sao tự nhiên cái hộp mà có cái bánh là sao? Trời đất ơi, giỏi quá. Một hộp luôn hả? Ủa đi luôn mình hả? Không có chiến thuật gì hết, mình cứ đi thôi. Đi thôi, mình giết thôi nha mọi người, mình okay. Đừng có quan tâm. Mình mạnh mà, mình lo gì. Đặc điểm là chỗ nào có camera là chỗ đó có đồ nhá. Ê, có một con không chứ? Không, nhưng không có dao đâu. À, dao. Qua đây. Không phải đi kiếm đi. Làm nha, đi kiếm nha. Không có hụt rồi nè. Phải. Vào đi. Ông Vinh này ông khói đi riêng quá. Vinh cao với mọi người ơi. Góc kia còn. Đi. Kiếm thêm quá. Ủa là gì? Nha. Không biết.